Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ gói bánh ú cho nha. Thì nguyên liệu của mình là mình có là 2 cúp gạo nếp. Mình dùng là nếp Thái. Thì mình ở đây mình vo, mình rửa cho sạch. Sau đó mình sẽ đem đi ngâm từ 2 đến 3 tiếng cho cái nếp nó được mềm chút xíu. Rồi mình vớt ra, mình rửa lại lần nữa để cho nó ráo nước. Sau đó mình sẽ cho vào cái tô lớn á. Mình sẽ tiến hành cho cái nước cho tàu vào. Ở đây mình sẽ cho một muỗng canh nước cho tàu với một muỗng cà phê nước cho tàu vào. Và mình cũng đông nước, nhưng mình cho vào luôn khoảng là 700ml nước nha. Rồi mình sẽ trộn đều nó lên. Ở đây mình sẽ ngâm cái nếp này được là 1 ngày với 2 đêm nha mọi người. Thì sau 1 ngày với 2 đêm thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị làm cái nhân đậu xanh. Ở đây mình có 150g đậu xanh đã nấu chín á. Mình cái đậu xanh này cũng dễ nấu, mình chỉ cần bắt lên bếp, mình cho đậu vào xoong, mình đổ nước xăm xắp rồi mình nấu. Bây giờ mình sẽ cho vào chảo để mình xào đậu nha mọi người. Thì ở đây mình cho hết 150g đậu xanh với 150g đường cát vàng. Mình có thể dùng là đường thốt nốt cũng được nha mọi người. Và mình sẽ cho thêm là 2 muỗng nước cốt dừa với nửa bịch vanilla vô để cho cái nhân nó được thơm hơn á. Thì ở đây nếp của mình đã ngâm được 1 ngày và 2 đêm rồi mọi người. Mình vớt ra, mình rửa thật nhiều lần để cho nó sạch cái chất nhớt nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ để nó ráo nước một chút xíu rồi mình mới chuẩn bị đi gói bánh. Thì mình sẽ chuẩn bị cái nhân mình, sau khi cái nhân mình xào xong đó, mình để cho nó nguội. Sau đó mình vo viên nó dễ hơn nha mọi người. Ở đây mình sẽ chuẩn bị cái lá chuối, mình cắt sẵn bề ngang khoảng 11cm và chiều dài khoảng là 25cm. Rồi mình sẽ tạo cái hình phễu nha mọi người. Thì ở đây cái cách gói thì mọi người có thể nhìn này. Theo cái cách gói mình sẽ gói chậm chậm để cho mọi người được nhìn thấy. Mấy lá chuối nào mà nó dày quá thì mình cắt bớt ra để lát mình dễ gói hơn á.
Mọi người nhớ là cái lá chuối mình sẽ trái úp với trái vào nhau nha, để cái bề mặt của lá chuối nó nằm bên trên rồi mình mới xếp cái hình phễu nha mọi người. Thì mình cứ tiếp tục mình gói cho đến hết. Hồi nãy mọi người thấy mình gói cái đầu tiên, mình giấu cái đầu đi để nhìn cái bánh nó đẹp hơn. Thì bây giờ mình sẽ cái bánh thứ nhì này mình gói, mình bẻ cái đầu nó lại, không cần phải giấu đầu nữa. Giấu cái đầu thì mình bẻ vô trong nó ưa bị gắt cái lá chuối. Còn nếu như mình làm theo cái cách thứ nhì của mình bẻ cái lá chuối vào cái gốc rồi mình xếp nó lại, nó tiện lợi hơn chút xíu, nó không có bị cách cái lá chuối giống như mà nãy mình này giấu cái đầu đi. Mình thấy cái này được nên mình dùng làm cái cách này nó nhanh, nó lẹ hơn cái hồi nãy. Cũng bị cái son để mình bắt nước lên cho nó sôi để lát mình sẽ nấu bánh đú á mọi người. Nhớ là mình nước sôi rồi mình mới cho vô nha mọi người. Khi mà mình cho bánh vô á, mình sẽ cho thêm mấy cái lá chuối nó trên bề mặt á, để cho cái bánh nó được nằm phía bên dưới. Mình cho nó ngập nước luôn nha mọi người. Thì ở đây thời gian nấu á, thì cái lò của mình á, mình nấu khoảng là 2 tiếng rồi mình sẽ tắt bếp, mình sẽ ủ thêm là nửa tiếng nữa. Sau đó mình mới vớt cái bánh ra, mình sẽ cho vào cái thau nước lạnh á. Mình để nó ngâm khoảng 10 phút rồi mình mới vớt lên nha mọi người, để cho cái bánh nó được săn chắc hơn. Ở đây tùy theo lò mà mình có thể nấu mau chín hoặc là lâu. Ví dụ như mình dùng cái Instant Pot đó thì mình nấu nó mau hơn. Cái bánh mình đã rối xong rồi, mình mở ra ăn thử xem coi nó như thế nào nha mọi người. Thì ở đây mình mở cái bánh ra, mình nhìn thấy cái hạt nếp nó dẻ lại, nó chín tí nhừ luôn á mọi người, mà cái màu cũng rất là đẹp nữa. Mình xin chúc mọi người thành công trong lần đầu tiên làm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.